Theo lịch thi đấu vòng chung kết U21 châu Âu 2023, U21 Anh và U21 Tây Ban Nha sẽ tranh ngôi vô địch lúc 23 giờ hôm nay 8 tháng 7 giờ Việt Nam. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Azerbaijan Arena tại Batumi, Georgia. Ở vòng bán kết, hai đội bóng đều thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ gỡ ô. Nếu như U21 Anh đè bẹp U21 Israel 3-0, thì U21 Tây Ban Nha lội ngược dòng thắng U21 Ukraine 5-1. Đáng chú ý, U21 Anh vẫn chưa thủng lưới bàn nào trên đường vào chung kết. Trong khi đó, U21 Tây Ban Nha đang sở hữu hai cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Abel Ruiz và Sergio Gomez với cùng 3 bàn thắng. Trong quá khứ, U21 Anh và U21 Tây Ban Nha từng gặp nhau ở chung kết năm 1984. Thời điểm đó, giải đấu còn áp dụng thể thức lượt đi lượt về và U21 Anh đã thắng với tổng tỷ số 3-0 trước U21 Tây Ban Nha. Năm 1984 cũng là lần gần nhất bóng đá Anh giành chức vô địch U21 châu Âu. Ngoài ra, đội bóng xứ sở sương mù từng đăng quang vào năm 1982 và về nhì vào năm 2009. Phía bên kia chiến tuyến, U21 Tây Ban Nha đã nâng cúp 5 lần vào các năm 1986, 1998, 2011, 2013, 2019 và có 3 lần Á quân vào các năm 1984, 1996, 2017. Nhận định của thể thao 5.1 đây sẽ là một trận đấu ít bàn thắng, trận đấu sẽ có dưới 2 bàn. Tây Ban Nha sẽ là đội đăng quang chức vô địch. Chúc các anh em may mắn.